Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ người: "Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Suy niệm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Chúa Giêsu đã gọi ông Lê-vi từ bỏ nghề thu thuế, rời khỏi gia đình để sống một đời sống mới là bước đi theo Chúa. Một sự từ bỏ triệt để như thế mà Chúa chỉ nói một câu rất ngắn gọn. Nhờ đâu mà ông Lê-vi có thể đứng dậy mà đi theo người? Có lẽ ông cũng đã được nghe rất nhiều về những điều Chúa Giêsu nói, những việc Ngài làm. Và trong sâu thẳm tâm hồn, ông vẫn khao khát một cuộc sống lương thiện, sống cho những điều ý nghĩa hơn. Vì thế, trong giây phút Chúa thấy ông cũng thấy Chúa và bắt gặp ánh mắt hiểu biết mọi sự về ông. Tâm hồn của ông đã được mở rộng, được nhìn thấy ánh sáng của ơn cứu độ và ông đã bước ra khỏi chốn tối tăm. Lạy Chúa, mỗi ngày con nghe lời Chúa, xin hãy đánh thức niềm khao khát bị ngủ quên ở trong tâm hồn con. Xin cho con không chỉ nghe lời Chúa như một thông tin, nhưng nhìn thấy một Thiên Chúa đang sống. Chính Ngài đang nói với con, mời gọi con thay đổi đời sống của mình để bước đi theo Chúa. Amen.